Alo, tự dưng ở cây eo mà thèm ốc nè, thèm mấy món nhâm nhi hay là thèm một chút hương vị miệt vườn với không khí thoáng đãng như ở Việt Nam thì mời cả nhà cùng ghé quán Xì Phố Đêm ở cây eo nha. Xì Phố Đêm nằm ngay gần khu vực giáp ranh giữa cây eo và bang Si Lăng Ngo. Từ cây eo ra đây khoảng 15 đến 20 phút đi ráp, địa chỉ mình sẽ để ở góc màn hình cho cả nhà cùng tham khảo nha. Mình đến quán vào một ngày cuối tháng 3, khoảng 5 giờ chiều đến quán, nắng chiều cây eo dịu nhẹ, không quá nóng. Không gian bên ngoài nhìn ra một bờ hồ rộng lớn, có gió mát vào buổi chiều. Ở đây ngoài thèm mấy món Việt ra thì ốc cũng mang phần trăm rất lớn cho sự thèm của mình. Kiểu dạng quán này sẽ giống như mấy quán nhậu yo-yo ở Việt Nam á cả nhà. Dù lỡ cây eo nhưng quán mà một hương vị rất đậm đà luôn. Quán người Việt mà vô gặp toàn là người Việt không à. Alo, bạn nói gì ạ? Alo, bạn trả lời đi ạ. Đùa vui xíu xíu thôi, chứ vô quán người Việt thì đương nhiên phải gặp người Việt rồi. Mình không biết chủ là ai, chứ thấy bếp nhân viên phục vụ là người Việt á. Nên cả nhà đi ăn có cần gì hoặc cần hỗ trợ gì thêm thì cứ gọi mấy bạn nhân viên ở đây nhé. Hết sức nhiệt tình luôn á. Menu này cả nhà, tham khảo tử nghe. Chiên, nướng, xào, nước mình thấy đa dạng á. Thì tùy ngày cũng như tùy mùa sẽ có giá khác nhau. Dao động sẽ là từ 15 đến 70 rin. Hải sản thì khoảng 150 cho đến 200 rin. Giờ thì rót xì tinh ra uống cho giống ở Sài Gòn nè. Hôm nay tụi mình sẽ ăn nghêu hấp thái, ốc tỏi nướng muối ớt, mì gói xào rau muống với ốc móng tay, cúp lộn xào me, ốc mỡ xào me, ốc hương sốt trứng muối, một phần bún đậu mắm tôm và một cái lẩu cua đồng. Kêu sơ sơ mà thấy hấp dẫn hơn cái clip đi ăn ốc ở KL đúng không nè. Nếu cả nhà chưa xem qua video đó thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận nhé. Giờ thì lên đũa thôi cả nhà ơi, quán ăn do người Việt nấu thì khỏi vai bàn rồi hen, và nhất là người miền Tây nấu nữa thì với mình như vậy là quá ổn luôn á. Mình gọi mấy món ốc thì con ốc vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Nước sốt ăn kèm y chang như ở Sài Gòn luôn. Nhưng cái thiếu to bự của quán này á, cả nhà biết là gì không? Đó chính là mấy cái vô vô của mấy chú hay nhậu á, la làng la sớm á. Món cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay đó chính là cái lẩu riêu cua nè. Cả nhà thấy quá chừng luôn á, nào là mực, cá, tôm, nghêu, còn thêm một phần riêu cua to đùng nữa. Lâu rồi mình mới ăn lại món này. Cảm nhận của riêng mình á thì thịt hải sản tươi, nước dùng đậm đà, thêm miếng bún, thêm miếng rau, lên miếng đồ ăn, gắp thêm miếng riêu cua nữa là ngon khỏi bàn cãi luôn á cả nhà ơi. Nếu có thời gian cả nhà có thể ghé quán này thử và cảm nhận không gian Sài Gòn giữa lòng cây eo này nghe. Và nhớ đi thì chia sẻ cảm nhận của cả nhà cho mình nữa nhé. Còn bây giờ cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.